cay như vậy. Lòng anh chẳng thể vui vì sự thật kia mà anh vẫn thấy là người đàn ông đó có bao lời nói dối ngọt ngào. Chỉ vì ai đó em vội quên mình sao? Có nhiều điều mà em chưa biết về anh ta, những cuộc tình thoáng qua. Dù là người con gái ấy hay là ai cũng sẽ vậy thôi. Thật lòng khi